Washington cứu sống cậu bé thổ dân. Hồi nhỏ, có lần Washington đang đi dạo chơi tại một thung lũng trong rừng cùng với những người bạn. Đột nhiên giông tố kéo đến, rồi cậu và người bạn nghe thấy tiếng la thất thanh vang lên ở đâu đó gần đấy. Hai người men theo bờ hồ, quả nhiên có người đang rơi xuống nước và kêu cứu. Đó là một cậu bé thổ dân da đỏ. Cả Washington và cậu bé đều biết bơi. Bằng mọi cách nhanh chóng, Washington liền bảo cậu bạn tìm khúc cây, còn cậu nhảy xuống nước để cứu người. Bằng những hiểu biết và kinh nghiệm đã học được trước đó về cách cứu người bị đuối nước, Washington nhanh chóng đưa cậu bé vào bờ an toàn. Cậu bé thổ dân vô cùng biết ơn và năn nỉ Washington cùng đi về bộ lạc để gặp cha. Lúc đó, người bạn của Washington lập tức can ngăn, cậu bạn nói rằng ở bộ lạc da đỏ rất nguy hiểm. Nhưng Washington bình tĩnh bảo cậu bạn cứ về trước, cậu vẫn muốn đến thăm cha của cậu bé thổ dân. Lúc gặp được cha của cậu bé thổ dân, thì ra ông chính là tộc trưởng của những người da đỏ. Tộc trưởng vô cùng biết ơn Washington. Ông bảo cậu khi gặp bất kỳ khó khăn gì thì hãy tìm ông sẽ tìm mọi cách để giúp đỡ. Quả nhiên về sau, khi Washington là một sứ giả được giao nhiệm vụ đi ngang qua vùng nguy hiểm, ông được một người đàn ông cứu giúp thoát khỏi nguy hiểm. Người đàn ông đó chính là cha của cậu bé da đỏ cậu đã cứu năm xưa. Kết luận, dũng cảm cứu giúp người khác lúc khó khăn nguy nan là một đức tính vô cùng cao đẹp. Người sẵn sàng giúp đỡ người khác sẽ luôn được người khác yêu quý, giúp đỡ, cũng như dễ dàng vượt qua những hiểm nguy trong cuộc đời. Unesco Edu vì một nền giáo dục tốt hơn cho người Việt.